thì dù là tiếng Hy Lạp mà vẫn là thành tựu của La Mã. Và cái người thứ nhì chúng ta cũng lẫn lộn, không biết ông này quốc tịch gì, đó là trong này mình có nói tới đó, ông tổ sư của thằng Dược đó là ông gì? Galen, đúng rồi, ông Galen. Ông Galen cũng là một người Hy Lạp, do loạn lạc chiến tranh khi mà Hy Lạp bị suy thoái và La Mã phát triển mạnh mẽ lên thì đã chạy từ Hy Lạp chạy sang La Mã, và người ta vẫn công nhận Galen là một người La Mã, người La Mã lý do đã sang La Mã, còn có những thành tựu cho đất nước La Mã. Galen để lại cho nhân thế khoảng 500 quyển sách viết về thuốc. Ông này là cái người rất là kỳ lạ. Kỳ lạ một chỗ là trong khi người ta đi về cái hướng là làm sao để chữa được nhiều bệnh, làm sao để mà giúp cho chẩn đoán bệnh, chữa cho nhiều người bệnh, thì ông này đi theo cái hướng khác, ông theo đi theo cái hướng chẩn đoán bệnh, mà ông này đi theo cái hướng là làm sao để cho người bệnh uống thuốc dễ hơn. Bởi vì uống thuốc dễ hơn thì người ta mới tuân thủ điều trị, người ta mới không bỏ thuốc. Còn cái chuyện mà cứ đem một đống thuốc về phơi khô lên, sau đó là ba chén sắt còn chén, nó mất công quá đi. Mà nhiều khi cái cách sắt đó còn không có chiết được hết những cái hoạt chất bên trong, gây nhiều những cái phiền phức trong điều trị. Cho nên tìm một cách nào đó để cho người bệnh uống thuốc dễ dàng hơn. Thay vì cầm một bọc dược liệu thì bây giờ chỉ cầm trong tay một cái lọ nhỏ thôi đã đủ điều trị rồi. Cho nên ông này chuyên nghiên cứu về phương pháp bằng một chén thuốc, một cái hướng đi rất khác so với những y nhân thời bấy giờ. Và chính vì lý do đó cho nên người ta đã chọn Galen là ông tổ sư của ngành dược. Ở giai đoạn này là giai đoạn ngành y và ngành dược vẫn chưa tách ra nhau ha, nhưng mà vì cách nghiên cứu của ông nó khác với những người bấy giờ. Ông là người mở ra cái hướng là nghiên cứu về cái mảng bào chế thuốc, chứ không phải là chỉ nghiên cứu về mảng điều trị, mà nghiên cứu về mảng bào chế thuốc làm sao cho có những cái dạng thuốc tiện lợi nhất mà hiệu quả nhất trong điều trị. Và trong tiếng Pháp thì tên ông được đặt cho tên của môn bào chế học là Pharmacy Galenic, được đặt cho cái chữ này là chữ tên để bào chế học trong tiếng Pháp. Ở giai đoạn này thì ngành y và ngành dược vẫn chung là một gốc, nhưng bắt đầu nhen nhóm một cái sự hình thành một cái ngành mới có hơi hướng là độc lập hơn so với lại cái ngành y, bắt đầu nhen nhóm ngay từ giai đoạn này đây. Một quốc gia nữa đó là Israel. Israel là một quốc gia mới được thành lập gần đây thôi. Được thành lập vào thế kỷ thứ 20, năm 1900 bao nhiêu đó. Ở thế kỷ thứ 20 mới có quốc gia Israel. Nhưng mà dân tộc Israel đó, thì từ thời cổ đại người ta đã dùng chữ Israel rồi. Israel là dân tộc duy nhất sử dụng tên dân tộc để đặt cho đất nước. Ví dụ chúng ta là người Việt Nam, nhưng mà nhiều người trong chúng ta là dân tộc Kinh, dân tộc Hoa, dân tộc Khmer, v.v. Còn đất nước này có dân tộc Israel và sử dụng ngay cái tên dân tộc để đặt cái tên nước. Cho nên người Israel thì có từ cổ xưa rồi, nhưng mà đất nước Israel tới thế kỷ thứ 20 mới được thành lập đất nước Israel. Và đối với người Israel theo Kinh Thánh có ghi lại, người Israel là một trong những cái dân tộc bị đày đọa và phải đi sống lang bạt thành nhiều quốc gia. Và cái việc sống lang bạt thành nhiều quốc gia nó tạo cho họ cách sống gọi là sống như một, có nghĩa là nay đây mai đó sống bằng nghề chăn nuôi gia súc thôi. Vậy thì sống như một đó nó dễ dẫn tới cái hiện tượng bệnh tật. Và tôn giáo là do Thái giáo, sống theo hình thức du mục. Nổi bật ở trong quốc gia Israel đó là cái việc tôn vinh một cái người được mang tên là Moses hoặc là Mô-xe ha. Moses hoặc Mô-xe, ai có kể cả trong những cái đạo tộc thần khác, ví dụ Thiên Chúa giáo chẳng hạn, thì họ sẽ biết Mô-xe là ai, Moses là ai. Ở trong Do Thái giáo thì họ rất là tôn vinh cái ông này. Và trong cuộc sống như một đó, thì làm sao để bảo vệ sức khỏe cho người Do Thái trong sống như một,
thì họ đã có một cách được y tế công cộng. Y tế công cộng có nghĩa là cái cách để mà phòng bệnh, chúng ta học những cái gì liên quan đến công cộng thì đều liên quan đến vấn đề phòng bệnh. Thì cái cách để mà phòng bệnh tốt nhất của những người vô mục này đó là giết chết hết những người bị bệnh, những người ai bị bệnh, những ai tiếp xúc với người bị bệnh là gom lại đốt chết hết. Được xem là một người, một cái con là một trong những cái quốc gia có cái công trình vệ sinh làm nền tảng như thế công cộng, là tốn phòng bệnh và cách cách ly toàn bộ yếu tố gây bệnh đối với người bệnh bằng cách là gom nó lại đốt hết, là còn ai bị bệnh hết. Đó là kết thúc giai đoạn 3. Chúng ta đi sang giai đoạn 4. Ha, mất giai đoạn 3 rồi nha, mất Hy La rồi đó. Đi sang giai đoạn 4. Giai đoạn 4 bắt đầu từ thế kỷ thứ 9, thứ 10 sau Công Nguyên cho thế kỷ thứ 11, 12 sau Công Nguyên. Ở giai đoạn này thì người ta ít tin về bùa chú hơn, ít tin về thầy phù thủy, ít tin về tôn giáo hơn. Cho nên khi bị bệnh người ta sẽ đi tìm những người thầy thuốc, và chính vì cái việc là quá đông bệnh cho nên là cái người thầy thuốc không còn thể đảm nhận trước hai nhiệm vụ vừa kê đơn vừa bắt mạch mà vừa kê đơn mà vừa tìm thuốc bán thuốc được, không thể làm được hết thể công việc nữa. Và họ đã mướn những trợ thủ, họ đã thuê mướn những trợ thủ. Thì cái người trợ thủ đầu tiên được xuất hiện đó là cái người gọi là Pigmentarius, người gọi là Pigmentarius. Cái người Pigmentarius này làm công việc là bào chế, chuyên là đi bào chế ra thuốc để bán cho người bệnh. Có nghĩa là đi tới cái ông thầy thuốc đó, cái ông Pigmentarius này cũng được gọi là thầy thuốc, gọi là trợ thủ thầy thuốc. Cái ông thầy thuốc thì làm nhiệm vụ là bắt bệnh, sau đó là kê đơn, sau đó người bệnh sẽ đi sang cái ông trợ thủ, ông Pigmentarius. Đây không phải là một người, Pigmentarius là tên của một nghề là điểm đó, gọi là trợ thủ bào chế của thầy thuốc. Chúng ta sẽ có một cái người nữa được gọi là Apothecary. Apothecary là một người trợ thủ thứ hai của thầy thuốc, chuyên làm nhiệm vụ là đi thu hái dược liệu về để đem bán cho người bệnh. Chuyên đi kiếm dược liệu để đem đi bán cho người bệnh, gọi là Apothecary. Thì cái chữ A lúc nãy là chúng ta thấy trên cái biểu tượng, các anh chị nhớ màu xanh biểu tượng xanh lá không? Là cái chữ viết tắt của Apothecary. Đây là nhen nhóm đầu tiên trong cái sự kinh doanh liên quan đến lĩnh vực dược. Một cái người chuyên đi thu hái dược liệu để bán, giống như chúng ta giờ đi bán thuốc đó. Thành ra những cái nhà thuốc ở tại Đức họ đã dùng cái biểu tượng chữ A trên cho cái người Apothecary là cái nhóm nghề nghiệp đầu tiên liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dược phẩm để đặt ở tại nhà thuốc. Ở đây là hai người Pigmentarius và Apothecary tượng trưng cho hai nghề nghiệp trong lĩnh vực dược của mình hiện nay. Đó là cái người chuyên về nghiên cứu và bào chế thuốc, một người thì là chuyên về kinh doanh dược phẩm, tiền thân của hai dạng nghề nghiệp trong lĩnh vực dược của thời hiện đại. Giai đoạn này thì đánh dấu bước đầu tách ra khỏi ngành dược của ngành y. Nhưng ở giai đoạn này thì hai người trợ thủ này không được xem là thầy thuốc, hai nghề này chỉ là hai nghề trợ thủ của thầy thuốc thôi, chứ hai nghề này không được xem là thầy thuốc. Có nghĩa là họ vẫn chưa xem trọng cái nghề dược, họ chỉ xem là trợ thủ chứ không gọi là thầy thuốc. Xem tới giai đoạn 5. Giai đoạn 5 là thế kỷ thứ 11, 12 cho tới thế kỷ thứ 14, 15. Giai đoạn này gọi là thời kỳ thực nghiệm. Nghe cái tên là thời kỳ thực nghiệm, mình nghĩ là sẽ làm nghiên cứu khoa học nhiều lắm đây. Thực tế thời kỳ thực nghiệm là cái thời kỳ đen tối, Thời kỳ thực nghiệm nó được mô phỏng như bộ phim đó, mình thấy là có nhiều ông râu có cặp phơ hết trơn, cứ đi tới đi lui cho cái phòng thí nghiệm đầy ống nghiệm lần mòn đủ thứ hết trơn. Xong nhỏ giọt nọ, nhỏ giọt kia, xong tạo ra màu xanh màu đỏ, xong mổ đùng lên chết nhắc hết. Chúng ta ở giai đoạn thực nghiệm này là lần này đây. Và giai đoạn thực nghiệm này, người ta không đi tìm những cái loại thuốc để chữa bệnh nữa, mà người ta lại đi tìm những cái loại thuốc để biến đá thành vàng. Người ta đi tìm những cái loại thuốc để mà giúp cho con người thường xuyên bất tỉnh. Đi tìm hai cái loại mà bây giờ cũng chưa tìm được, cái loại biến của đá thành bột vàng.
cho nên có câu chuyện là cái ông vua ước mơ là cái bàn tay nó đặt ở bất kỳ nơi đâu là đều biến thành vàng đó, đặt cho người con gái, cái cô con gái mà yêu nhất cũng biến thành vàng luôn. Cho nên nó xuất phát từ cái thời điểm này lên thời điểm mà con người ước mơ tất cả mọi thứ đều biến thành vàng. Và những nhà khoa học, những thầy thuốc thay vì đi tìm phương cách chữa bệnh thì lại đi tìm cách để mà biến một cái cục đá thành cục vàng. Nhưng mà nhiều người cũng chết tại vì là nó nhỏ bạch nhỏ bạch, sao mình nổi những con thí nghiệm chết đứng nhắc lên không tìm được cái gì hết. Và nhiều người ước mơ là trẻ mãi không già ha, đẹp mãi không già, sống mãi không bao giờ sống dai bao giờ đó, thì cũng không tìm ra được cái phương pháp nào để mà chống lại bệnh tật.